Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giáo Thọ Sư, kính thưa chư huynh đệ đồng học. Lời đầu tiên, cho phép chúng con xin được đảnh lễ tri ân đến Đại Đức giảng viên cùng chư huynh đệ. Lời chúc sức khỏe và lời chào kính trọng nhất. Hôm nay là một buổi sáng rất đẹp trời, đến với tổ một Hộ Hằng Pháp chúng con được thuyết trình về bộ môn Đạo Đức Học Phật Giáo với chủ đề quan điểm Đạo Đức Phật Giáo về vấn đề sống thử. Kính thưa quý vị, khi nói đến vấn đề sống thử thì tạo cho con người và đặc biệt là các bạn trẻ ngày nay có sự tìm tòi, tò mò, và bản thân chúng con cũng như quý chư huynh đệ ở nơi đây cũng đã thấy, cũng đã nghe rất nhiều trên các đoạn clip nói về vấn đề sống thử này. Nói về vấn đề sống thử á, thì nghe và thấy rất nhiều, nhưng chưa thấy có ai dám tuyên bố rằng là tôi xin chết thử cả. Có phải như vậy không ạ? Xin thưa đến chư huynh đệ. À vâng. Và quan lâm về tham dự buổi thuyết trình hôm nay, chúng con xin được kính giới thiệu Đại Đức Tiến sĩ Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Giáo Thọ Sư Học viện Phật Giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là vị giám khảo cho buổi thuyết trình hôm nay. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu chư huynh đệ thành viên của tổ 1 gồm 15 vị. Trong đó đến với buổi thuyết trình này gồm có 7 thành viên. Xin được trân trọng giới thiệu. Và sau đây chúng con kính thỉnh Đại Đức Giáo Thọ Sư cùng chư huynh đệ hướng về màn hình để xem một đoạn clip nói về vấn đề sống thử của giới trẻ ngày nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giáo Thọ Sư, kính thưa chư huynh đệ. Nhà thơ trữ tình Xuân Diệu có nói: yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu, cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Vâng, tình yêu là chất liệu ngọt ngào để nuôi dưỡng tâm hồn con người và xây dựng hạnh phúc bên nhau. Và tình yêu cũng là hố sâu biển cả nhấn chìm con người bất cứ lúc nào. Sống trong đời á, thì con người đến với nhau có nhiều cách, tùy theo từng cung bậc nhận thức khác nhau. Ngày nay thì con người đang sống trong một kỷ nguyên mới được xem là bước ngoặt về kinh tế, khoa học, và nhất là sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ thông tin đã làm cho cuộc sống ngày càng được nâng cao. Vì vậy con người luôn đòi hỏi tìm tòi những cái mới, cái hay, những cách sống mới, cái nhìn mới, nhằm đáp ứng những nhu cầu, nhằm thỏa mãn cho cuộc sống của mình. Nhưng tiếc thay, nhiều lúc con người mãi chạy theo những phong trào modern mới lạ mà quên đi bản thân mình là ai. Cuộc sống có ý nghĩa gì khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này? Dường như chưa có câu đáp án xứng đáng. Vì vậy đã làm cho những giá trị văn hóa, đạo đức, tâm linh đang bị xói mòn mà mất dần tính nhân bản. Trong đó giới trẻ ngày nay quá lạm dụng tự do để chạy theo những lối sống hưởng thụ mà cho là hợp thời, sành điệu, bỏ qua những giá trị đạo đức là nền tảng cốt yếu của con người. Một trong những lạm dụng tự do đó là sống thử. Vậy vấn đề này không chỉ là sự lo lắng của các bậc làm cha, làm mẹ, mà còn là sự thách đố của các nhà giáo dục cũng như những người có trách nhiệm. Trên tinh thần đó, Phật giáo được mệnh danh là tôn giáo mang đậm tính chất giáo dục, bao gồm hệ thống giáo lý mang tính nhân bản, nhân văn, có khả năng gì để đưa con người đến sự hoàn thiện về nhân cách và đạo đức, thì sẽ có quan điểm như thế nào về vấn đề sống thử của giới trẻ ngày nay. Vấn đề này chủ yếu tập trung vào giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, công nhân và nhân viên công chức. Để làm rõ vấn đề trên, chúng con dùng các phương pháp phân tích, thống kê và nghiên cứu các nguồn tài liệu báo chí trên các phương tiện truyền thông Internet để có một cái nhìn theo hướng hệ quy chiếu.
Và để đi sâu vào nội dung của đề tài, trước hết chúng con xin được trình bày về bố cục nội dung như sau. Như phần dẫn nhập chúng con đã trình bày, thì trong phần nội dung chúng con được chia làm 3 phần lớn. Chương 1 là tổng quan về sống thử. Chương 2 là thực trạng và những vấn đề liên quan. Chương 3 là quan điểm đạo đức Phật giáo và phương cách giải quyết của nhà Hoằng Pháp về vấn đề sống thử. Và cuối cùng là phần kết luận. Để đi sâu vào nội dung chính của đề tài, chúng con kính mời Thầy Thích Quảng Lai trình bày về khái niệm và phân loại của vấn đề sống thử ngày nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Tiến sĩ Giác Hoàng Giảng Viên Bộ Môn. Kính thưa toàn thể quý thầy cô sinh viên thân mến. Sống thử là một hiện tượng không còn mới, nhưng cũng chưa bao giờ là cũ và ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Trong ngôn cuộc sống có câu: hạnh phúc chỉ được cảm nhận khi một ai đó thật sự đã trải qua đau khổ. Đau khổ không chỉ là niềm đau, sự phiền muộn, mà còn là cái nhìn mới hơn vào cuộc sống. Và sau đây chúng con xin phép được trình bày khái niệm và phân loại sống thử. Kính thưa quý thầy cô thân mến, sống thử là gì? Một khái niệm. Sống thử hay còn gọi là sống chung trước khi cưới, là hai người thỏa thuận với nhau và chung sống với nhau như một cặp vợ chồng. Vợ chồng hòa chung nhau với tất cả như một cặp vợ chồng cưới nhau chính thức. Phân biệt sống thử và quan hệ tình dục phi hôn nhân. Một về hình thức, sống thử là nói về quan hệ tình dục với người yêu, còn quan hệ tình dục phi hôn nhân có thể xảy ra với nhiều đối tượng. Bơ về bản chất, sống thử được hình thành và xuất phát từ nhu cầu chia sẻ, không chỉ là nhu cầu sinh lý mà cả tình cảm của hai người. Còn quan hệ tình dục phi hôn nhân có thể xuất phát từ nhu cầu sinh lý. Bơ phân biệt sống thử và sống thật. Sống thử không chỉ không có sự chấp nhận thuận của hai bên gia đình, cũng như không có sự chấp nhận của pháp luật. Sống thật có sự đồng tình của hai bên gia đình và chấp nhận của pháp luật. Sơ nhận diện sống thử trên tổng quan. Tính nhân sinh. Sống thử là một trong những hoạt động của con người. Tính lịch sử. Sống thử đã xuất hiện khá lâu ở các nước phương Tây. Tuy nhiên, trào lưu sống thử ở Việt Nam được cho là bắt đầu trong giới sinh viên vào thập niên 90 và được gọi là tình yêu bóp dầu. Tính hệ thống. Sống thử gần đây đã xuất hiện rất nhiều ở giới sinh viên, công nhân và viên chức. Sống thử còn được coi là mốt hay là phong trào sống thử. Phân loại sống thử. Phân loại chủ thể gồm có sinh viên, công nhân, viên chức và những người thành đạt. Phân loại theo hình thức. Sống thử theo nhu cầu tình cảm. Sống thử theo mốt, theo phong trào. Sống thử vì lợi ích kinh tế. Một ngày nào đó sẽ có một người bước vào cuộc đời bạn và cho bạn nhận ra rằng tại sao tình yêu lại sẽ không đến với bất kỳ một ai khác. Vừa rồi là chúng con đã trình bày xong phần khái niệm và phân loại sống thử. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn chào đón thầy Pháp Chí lên thuyết trình với phần nguyên nhân sống thử. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giáo Thọ Sư, kính thưa chư huynh đệ. Và tiếp theo phần trình bày của tổ một, con xin được trình bày phần nguyên nhân vấn đề sống thử của giới trẻ. Như chúng ta biết, một sự vật hiện tượng xảy ra là kết quả của rất nhiều nguyên nhân, chứ không phải như đơn thuần như chúng ta nghĩ là một kết quả, một nguyên nhân. Cũng vậy, vấn đề bất cập của xã hội ta hiện nay đó là vấn đề sống thử. Sống thử là một kết quả nhưng có rất nhiều nguyên nhân. Ở đây chúng con xin được khảo sát có 3 nguyên nhân cơ bản, đó là nguyên nhân từ xã hội, nguyên nhân gia đình và nguyên nhân bản thân. Thứ nhất là về nguyên nhân xã hội. Như các thầy cô chúng ta biết, xã hội của chúng ta ở thế kỷ 21 là sự phát triển của khoa học kỹ thuật và đồng thời là giao lưu của các nền văn hóa ngoại lai. Về mình giao lưu về khoa học kỹ thuật
vấn đề về văn hóa. Trong đó có gì giao lưu văn hóa là một điều không thể tránh khỏi, mà bên cạnh việc tiếp thu những cái mới thì có những điều bất cập lại len lỏi xâm nhập vào nền văn hóa xã hội Việt Nam. Một trong những điều đáng lo ngại đó chính là hiện trạng sống thử hiện nay. Tại sao nó hiện trạng sống thử có liên quan đến quá trình hội nhập? Bởi lẽ tuổi trẻ có tính năng động hay hướng ngoại tìm tòi cái mới, nhưng không biết chọn lọc những cái tốt và gạt bỏ những cái xấu. Chính vì vậy đã để lại những ảnh hưởng không tốt. Mà thực tế đó là những hiện tượng như phim ảnh, phim Hàn Quốc, phim Thái Lan và những bộ phim tình cảm khác từ nước ngoài. Chính những tình tiết trong phim đã lưu lại trong giới trẻ, và từ đó dẫn đến những hành động không kiểm soát của chính mình, dẫn đến những hậu quả mà hiện trạng đang báo động trong xã hội ta hiện nay, đó là hiện trạng sống trước hôn nhân. Mà theo nhận định của tiến sĩ tâm lý Vũ Gia Hiền như sau: việc các bạn trẻ sống thử trước hôn nhân không chỉ ảnh hưởng văn hóa phương Tây, mà còn do lối sống quá dễ dãi của các bạn, đồng thời do ảnh hưởng của nền văn hóa tốc độ. Một số bạn trẻ quan niệm về tình yêu rất hiện đại, hay còn gọi là tình yêu tốc độ. Tại sao nó hiện tượng sống thử có liên quan đến quá trình hội nhập? Là một số các bạn trẻ vì tính học đòi, khi thấy bạn mình có người yêu thì mình cũng bắt chước có người yêu để cùng chung sống, thế rồi để lại những hậu quả không như mong muốn, đó chính là nạn nào phá thai chẳng hạn. Chính cách suy nghĩ mang tính trào lưu khiến các bạn trẻ thả mình theo lối sống thử, mà đã nói sống thử tức là không thật, và mà nói đến sống thử tức là không thật và đồng nghĩa với việc chia tay nếu không thích hợp, và không xem trọng việc hôn nhân gia đình, mà phần nhiều các bạn chỉ quan trọng về vấn đề tâm sinh lý, thỏa mãn những nhu cầu nhất thời mà quên đi cái hậu quả của nó, vì họ quên đi nền tảng đạo đức. Thứ hai đó là nguyên nhân gia đình. Gia đình là cái nôi, là môi trường giáo dục đầu tiên cho con cái. Vì cái người lãnh đạo trong gia đình hay là cái người làm chủ gia đình là cha là mẹ rất quan trọng, có trách nhiệm hướng dẫn giáo dục con cái. Nhưng nhiều gia đình không hạnh phúc, chiến tranh lạnh giữa cha và mẹ, thậm chí còn cãi vã đánh nhau, từ đó dẫn đến cha mẹ không quan tâm và chia sẻ đến việc của con. Chính vì vậy, tuổi trẻ không tìm thấy hạnh phúc khi ở trong gia đình, đặc biệt là người cha, người mẹ của mình, và từ đó cảm thấy cô đơn, tẻ nhạt. Và điển hình nhất là một bạn nữ, nếu trong gia đình không hạnh phúc sẽ cảm thấy cô đơn, buồn tủi, và khi họ gặp được một người bạn trai có sự chia sẻ, quan tâm thì họ cảm thấy ấm áp và sẵn sàng cho nhau tất cả. Mà theo nhận định của một số chuyên gia giống như thạc sĩ tâm lý Hồ Thị Hạnh cho biết, do cha mẹ chỉ biết kiếm tiền, không quan tâm đến đời sống của con cái, mà thực ra cha mẹ đâu chỉ có kiếm tiền cho con là đủ, mà phải biết đồng hành với con cái, nhất là ở lứa tuổi đang chập chững biết yêu. Và còn theo nhận định của tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, thì lại cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến những tình trạng sống thử của giới trẻ là do sự giáo dục của gia đình còn quá lỏng lẻo, ít quan tâm với các em, nhất là lúc các em đang tuổi cập kề yêu đương, các em muốn có người đồng hành để chia sẻ. Như vậy, một lần nữa khẳng định gia đình có sức ảnh hưởng rất lớn đối với nhận thức của giới trẻ, đặc biệt là tình trạng sống thử hiện nay. Thứ ba là nguyên nhân bản thân. Sống thử không chỉ là nguyên nhân xã hội, nguyên nhân gia đình, mà còn chính là sự nhận thức của bản thân. Đó cũng chính là yếu tố quan trọng. Thường việc sống thử xảy ra đối với công nhân sinh viên sống xa nhà, xa cha mẹ, thiếu thốn về tình cảm, vật chất. Họ bắt đầu học đòi một cách quá mức, tư duy sai lạc, tư tưởng cha mẹ đặt đâu con người đó không còn phù hợp với tư duy của giới trẻ, mà thay vào đó là một sự tư duy mới, cởi mở hơn, hay nói cách khác là quá dễ dãi cho dù là chuyện hệ trọng cả đời. Theo tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn thì nhận định như sau: một trong những nguyên nhân dẫn đến giới trẻ sống thử trước hôn nhân là các bạn sống quá tự do, sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm và sống buông thả. Vả lại xã hội hiện nay, mọi người đối với nhau thường
khó có thể tin tưởng được dù đó là người yêu của mình. Từ đó hình thành trong tư duy của các bạn trẻ, khi quen bạn là chấp nhận sự chia ly và họ cũng không quan trọng nữa việc trinh tiết của chính mình. Từ đó dễ đánh đồng giữa cái đẹp trong tình yêu với một món quà ở ngoài chợ, tức là thử trước khi mua. Chính vì vậy mà dẫn đến xã hội hiện nay nhiều bạn trẻ sẵn sàng sống thử và không cần đắn đo suy nghĩ và cũng không cần xem trọng giá trị đạo đức hay phong tục tập quán, sống một cách vô tâm mặc cho xã hội phê bình hay chỉ trích. Đó là ba cái nguyên nhân mà con trình bày. Và tiếp theo phần trình bày của tổ 1, xin mời cô Tài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giáo Thọ Bồ Môn. Kính thưa toàn thể quý thầy cô. Dạ, sau đây con xin tiếp tục cái phần trình bày về cái chủ đề của tổ 1 chúng con. Thì như nãy giờ quý thầy, quý sư cô đã được nghe các hai thầy trình bày về nào là khái niệm sống thử, nào là phân loại, nào là những nguyên nhân. Chắc là cũng cũng rất là căng cái đầu rồi phải không ạ? Chưa. Nếu mà bởi vì con thấy rằng là cái gì mà có nguyên nhân thì nhất định sẽ đưa đến kết thúc và hậu quả đi kèm của nó. Vấn đề này con nghĩ là quý thầy quý sư cô cố gắng tập trung một tí, con có lợi cho mình trên cái con đường hoằng pháp sau này, sau khi đối diện với cuộc đời, đặc biệt là một người vấn đề này nó quá tế nhị đối với các thầy các sư cô, đặc biệt là những thầy những sư cô tu từ nhỏ, nhưng mà bởi vì cái tấm lòng tinh thần rất là đại thừa của Bồ Tát đi vào đời, cho nên là tăng ni chúng ta không ngại ngần cũng nhập cuộc để mà nghiên cứu và tìm ra một cái giải pháp cho cái vấn đề sống thử. Tuy rằng nó tế nhị như vậy nhưng mà mình cũng phải đau cùng nỗi đau của nhân thế, khổ cùng nỗi khổ của chúng sanh. Thì đó là tinh thần Bồ Tát Đạo, cho nên con nghĩ là quý thầy quý cô tập trung nghe con để có thêm những cái thu hoạch thêm những cái kết quả trên con đường hoằng pháp của mình sau này. Dạ, thì con trình bày thứ nhất là những kết thúc của việc sống thử, kết thúc có hậu và kết thúc không có hậu. Loại thứ ba là tấn thối lưỡng nan. Dạ, còn cái về vấn đề hậu quả thì những cái trả giá quá lớn, những cái di chứng của tương lai, đó là năm cái mục mà con trình bày. Về cái kết thúc có hậu á thì có chăng chỉ là những chiếc lá trên cành còn sót lại qua một trận bão giông. Như trong cái tác phẩm Mùa Lạc của Nguyễn Khải á, thì có cái câu là ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là chúng ta có nghị lực và sức mạnh để vượt qua những cái lằn ranh giới đó hay không. Sức mạnh đó có khi là niềm tin, là tình yêu đủ lớn thì mới có thể có. Thì cũng có những cặp đôi khi sống thử, sau khi mà dù một thời gian họ có thích hay không có thích nữa, nhưng với tinh thần trách nhiệm của một người có đạo đức thì họ vẫn tiến đến hôn nhân với nhau. Mà khi tiến đến hôn nhân, hoặc là giả như trong cái cặp đó có rất là nhiều trở lực từ hai phía gia đình, cha mẹ không cho họ đến với, nhưng mà họ vì có trách nhiệm với bản thân, lỡ mà có một mầm sống mới thì họ sẽ cố gắng hoàn tất các thủ tục kết hôn để cho đứa bé được ra đời và có mặt trên xã hội này một cách hợp pháp. Thì những cái cặp đôi đó là có nhưng mà rất là ít, bởi vì trong đời sống cứ cái tuổi mới lớn á, thì rất là nhiều những cái ham muốn và bồng bột của tuổi trẻ. Dẫu cho họ có về sống với nhau trong một cái kết thúc có hậu như vậy, nhưng mà cái hạnh phúc ấy, chỉ số hạnh phúc rất là ít, thưa quý vị. Và còn đi đến cái loại đổ vỡ thì theo như ở Việt Nam mình, 90% các cặp sống thử với nhau đã đổ vỡ. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Ánh sáng cho biết, chỉ có 10% đến 15% các cặp sống thử đi đến hôn nhân. Và những cuộc hôn nhân này cũng thật là mong manh.
Theo một cái nghiên cứu của tổ chúng con á, thì trong cái tờ báo Philosophy Today công bố kết quả nghiên cứu của các nhà xã hội học ở Đại học Yale cho biết, những đôi kết hôn sau một thời gian sống thử có tỷ lệ ly dị trong 5 năm đầu chung sống cao hơn 80% so với những đôi kết hôn mà trước đó không có sống thử. Và nhà sơ Xuân Diệu cũng có viết một đoạn thơ như thế này: dẫu tin tưởng chung một đời một mộng, anh là anh, em vẫn cứ là em. Có thể nào qua vạn lý trường thành, giữa hai vũ trụ chứa đầy bí mật. Thật vậy thì cái kiểu sống chung mà chưa có rõ được cái mối quan hệ của hai người sẽ dẫn đến đâu thì làm sao không có tiến đến đổ vỡ. Đã gọi là thử thì không thể thật được. Khi người ta mua áo quần mặc thử hay là ăn một cái món ăn thử, không hợp thì trả lại và ăn cái món khác, đổi cái khác, thì sống thử nó cũng gần giống như vậy. Vì giữa hai người không hề có một sự ràng buộc gắn kết nào, ngồi cái mối quan hệ tình cảm hết sức là lỏng lẻo, chạy theo cảm xúc nhất thời. Không có gì đảm bảo chắc là họ sẽ đi đến hôn nhân với nhau. Một khi đã sống thử mà nhận thấy không hợp thì sao? Thì thôi, anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Đấy là nói đến những cái đôi nam nữ sống thử thực sự. Còn một số trường hợp mượn danh sống thử để lợi dụng nhau, những trường hợp như thế thì không có một tia hy vọng nào về sự kết hôn của họ. Họ chỉ là làm khổ nhau mà thôi. Ví dụ như bạn chuyển đến ở với người yêu thì vì hợp đồng thuê nhà của mình đã hết, và như thế tiện chăm sóc nhau hơn, tiện chi phí sinh hoạt. Tất cả chỉ là những lý do nhất thời, có phần bồng bột dẫn đến chia tay. Mà cái cuộc chia tay như vậy nó cũng giống như một cái cuộc ly hôn nhỏ, cho nên nó để lại rất là nhiều cái tổn thương trong lòng của cả hai người, nhưng mà nặng nề nhất là phụ nữ. Rồi mấy đây trên dòng đời vội vã, biết khóc hay cười khi gặp lại người lạ đã từng quen. Hậu quả của các bạn để lại là một vết thương không khó có thể phai mờ theo năm tháng. Chưa tính đến hiện tại thì mình mất rất là nhiều thời gian, tiền bạc, tình phí cho những cuộc tình phí, cho những người không phải là một nửa đích thực của đời mình. Cái loại thứ ba là tiến thối lưỡng nan. Tiến thối lưỡng nan, đi về lận đận. Và lúc này họ bỏ thì cũng tiếc, mà chia tay thì cũng rất là đau khổ, mà đến với thì cũng không thể. Có một bài thơ mà tự nhiên con chợt nhớ ra là: thôi bây giờ ai cũng có đời riêng, nên nghĩ về đâu, nên nghĩ về nhau cũng chỉ là để nhớ. Đêm bâng khuâng phập phồng theo nhịp thở, giữa khung trời chiếc lá rụng lay bay. Cuộc đi tìm nào mà chẳng gặp nhau, mà chắc gì vui mà mong ngày hạnh ngộ. Ta sợ lắm những siêu tàn gãy đổ, nên lạy trời xin mãi mãi xa nhau. Thì đó là những cái cặp mà lương ương, rồi cuối cùng trong lòng họ day dứt nhưng mà họ vẫn phải đi đến kết quả. Rồi sống thử thì mang lại nhiều khó khăn hơn những gì người ta tưởng tượng về nó. Trên thực tế khi sống thử người ta thường ít có trách nhiệm với nhau. Sống thử là một cuộc không lâu bền vì tình, vì lúc đó những cái va chạm cuộc sống hàng ngày dễ làm cho người ta chán nhau và đau khổ lại tràn về. Tình là gì? Hỡi thế gian, tình là gió thoảng mây bay, không duyên chẳng phận gặp rồi chia xa, ngậm ngùi tiễn bước người qua, chút thương yêu cũ nhạt nhòa vỡ tan. Nhất là những cặp sinh viên sống thử còn phải mang theo nhiều nỗi lo cơm áo gạo tiền, càng bức bối sống thử càng rất bấp bênh, thiếu mục đích cụ thể. Do vậy mà khi gặp khó khăn mâu thuẫn thì đáng ra có thể giải quyết được thì hai người lại dễ dàng buông xuôi. Tâm lý không hợp thì bỏ khiến nhiều bạn trẻ thiếu trách nhiệm với bản thân, người yêu và tình yêu của mình. Vì sao? Vì cả thèm thì chóng chán. Cuộc sống vợ chồng sẽ trở nên nhàm chán nhanh chóng nếu cả hai không nhận thấy trách nhiệm phải vun đắp mối quan hệ tình yêu thì tất yếu là không vững bền. Và cái đám cưới cũng rất là quan trọng, cái giấy tờ kết hôn cũng tuy là hình thức nhưng nó rất là quan trọng, bởi vì một cái đám cưới thật cho hai người có một cái sự tôn nghiêm, kính trọng nhau, gọi là tương kính như tân. Khi người ta có được những cái yếu tố hình thức như vậy thì đến lúc gặp nghịch cảnh người ta dễ dàng nhớ lại những cái giây phút thiêng liêng được sự chứng minh của tổ tiên ông bà cha mẹ, cũng như là dưới sự chứng minh của gia đình dòng họ hai bên, thì họ đủ năng lượng để họ vượt qua những cái khó khăn thử thách chướng ngại mà họ đang gặp phải. Thì rõ ràng là những cái cặp đôi mà sống thử như thế này thì cái hậu quả của nó
là không có thể có được cái những cái nâng đỡ trợ giúp từ phía gia đình khi mà họ gặp những cái khó khăn. Vì vậy cho nên á, một cuộc nghiên cứu trung tâm hôn nhân gia đình tại trường đại học Washington, Mỹ cho biết những đôi bạn sống chung trước khi thành hôn thường là chịu đau khổ, khốn khổ nhiều hơn bởi cách sống, và cuối cùng dẫn tới tình trạng không ổn định trong đời sống vợ chồng, và chẳng có một ai ủng hộ họ. Cho nên những người đó thì có khuynh hướng cãi nhau liên viên suốt ngày sau ngày cưới. Và bạn nữ chịu thiệt thòi. Ở đây thì bạn nam cũng không phải là không ảnh hưởng, mất mát thời gian sức khỏe như trên đã nói. Thì những cái cơ hội sống đều chia đều, những cái cơ hội mất mát để chơi đều, chia đều cho cả hai. Nhiều bạn gái gặp bế tắc khi sống thử, thậm chí thất vọng đã dẫn đến cái chết nữa. Cho nên là có một câu là anh với em như chìa với khóa, khi thương thương vội, khi lìa lìa nhanh. Và cái tỷ lệ não phá thai ở Việt Nam thì gia tăng rất nhanh. Và hiện nay là Việt Nam là một nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới, đóng góp không nhỏ là cái nạn sống thử của giới trẻ. Họ còn chưa đủ tiềm lực về kinh tế, nhận thức về trách nhiệm, và hậu quả còn nông cạn thì cho rằng sống hiện đại là phải sống thử. Sống thử nhưng chia tay là thật. Và cũng theo cái thống kê của Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy trong vòng 15 năm qua thì có 86% các cuộc sống thử đã kết thúc bằng chia tay, tiếp tục dõi theo 14% tiến đến hôn nhân, thì tỷ lệ ly dị của những đôi này lại cao hơn những cặp trước đã ra sống riêng. Vì thế cho nên là chúng ta có thể nói rằng khẳng định một điều, sống thử không thể là một cái bước đệm cho một cuộc hôn nhân bền vững. Những cặp chung sống gần như vợ chồng đã trải qua kinh nghiệm đau khổ như bị ngược đãi, phản bội nhau, hoàn toàn không nhận được sự trợ giúp nào từ phía hai gia đình đôi bên. Bà Linda, bà cho biết tiếp nè, trong 16% phụ nữ sống chung với bạn trai thì hay bị đánh đập vào những lần cãi vã, trong lúc chỉ có 5 phụ nữ bị đánh đập khi sống chung với chồng của họ. Những cặp khác có con chung không giáo dục nổi con họ vì họ không cảm nhận được ràng buộc thiêng liêng của vợ chồng thực thụ. Đặc biệt người cha còn rất nhiều khi còn vô trách nhiệm, còn coi là mình như là bạn trai của mẹ đứa bé, và vô hình chung đẩy hết tất cả trách nhiệm làm cha làm mẹ nuôi dạy con cái cho cả một người vợ. Thì chúng ta biết rằng rất là tội nghiệp phải không ạ? Hơn nữa bà còn cho biết đời sống sinh lý của những người không phải là vợ chồng cũng không điều hòa như đời sống vợ chồng bình thường. Và những cái trả giá thì quá lớn. Một phút vui chơi bên người mình yêu, bên tình nhân tưởng như đang ở trong cõi thiên đàng. Những tháng ngày chung sống bên nhau tưởng giúp con người ta thoải mái về tinh thần lẫn thể xác, hay đáp ứng trọn vẹn về những khát khao sống cho nhau. Nhưng hậu quả của nó mang lại rất lớn, mà trong cuộc đời không thể nào mà chúng ta lường hết được. Đó là việc sau này gia đình lục đục và bất hòa. Bên cạnh nỗi đau về tinh thần còn có nỗi đau về thể xác, hậu quả của người trong cuộc khó tiên liệu trong hiện tại. Và câu trả lời chỉ có trong tương lai. Có lẽ chỉ với những người đang và sẽ là mẹ mới hiểu rõ cái nỗi đau không thể sinh con mà hậu quả của những lần phá thai hay là uống thuốc tránh thai để lại. Người ta nở nhẫn tâm làm thú dữ với chính cái mầm sống của mình khi mà có thai ngoài ý muốn, hay là những cái cuộc hôn nhân ăn chơi thác loạn, và họ vì không có điều kiện giữ lại cho nên họ phải giết những đứa bé đi. Và chính bản thân con cũng đã giang tay nuôi rất là nhiều những hoàn cảnh đó tại chùa của mình. Cho nên con biết rằng cái hậu quả và trả giá là chỉ có người nữ là khổ thôi. Có trong đó số đó có những em đi tự tử, và con chính tay con gỡ tay em đó ra lấy gói thuốc sâu và quăng đi và bảo bọc nuôi dạy, thì rất là tội nghiệp. Cho nên là cái trả giá là chung quy là rất là lớn, để lại những cái di chứng trong tương lai. Một khi mà trao thân gửi phận cho nhau nhưng không thành vợ chồng thì cũng nhiều vết thương lòng để lại. Thậm chí có em khóc suốt hàng đêm như vậy, mặc dù đã được nuôi nấng đàng hoàng. Có những đêm em vô tình chợt khóc, chợt giật mình là đánh thức niềm đau, cứ tưởng rằng quá khứ đã vùi sâu, nhưng bỗng trở lại vỡ òa trong đau đớn. Và người phụ nữ đã trải nghiệm trong quá khứ thì tương lai phải đối diện với cái câu trả lời cho gia đình. Nếu mà có một cuộc kết hôn mới thì họ phải trả lời sao với cái chuyện tinh tiết với những người chồng mới, hoặc là luôn luôn trong lòng bị mặc cảm, bị tự ti,
lịch sự thầm thì dễ ở, mà hổ ngươi thầm thì biết thuở nào nguôi. Cho nên người phụ nữ sẽ cảm thấy dù người chồng có bao dung như thế nào vẫn mặc cảm khi mà đối diện với cái cảnh sống, thì họ không thể nào họ có được một cái đời sống bình yên và hạnh phúc tốt đẹp dù là người chồng mới của họ có quân tử, có nghị lực và bao dung cho đến đâu đi nữa. Tất cả những điều đó nó thường làm cái cản lối cho đời sống tinh thần cũng như là cái sự hợp tác xây dựng hạnh phúc tương lai, cho dù người đó có quyền được làm lại một lần nữa. Thì như vậy là cái hạnh phúc ngắn ngủi của một kiếp người, những cái quy ước của đời người trong dương thế họ cũng không nếm trải được. Tất cả những hậu quả đó hơn ai hết chính bản thân người trong cuộc sẽ phải gánh chịu, không chỉ ở thời gian hiện tại mà tới tương lai sau này. Hậu quả của việc song thử, quan hệ trước hôn nhân dễ sinh ra chàm chán, và nếu có hôn nhân thì cuộc sống của họ thường là kéo theo là một lộ trình rất là buồn và rất là đáng tiếc cho giới trẻ ngày nay. Cái tai hại hơn và không đáng có lại là nỗi bất hạnh của những đứa trẻ. Chúng có thể sẽ không thấy ánh dương mặt trời vì sự nhẫn tâm tàn phá thai của những người mẹ, hay nếu được sinh ra thì cũng sẽ èo uột và thiếu vắng sự ấm áp từ tình thương của cha mẹ. Và như thế chúng là những đứa trẻ phát triển không có bình thường về tâm lý cũng như thể chất. Và sau đây thì con cũng xin đọc một khúc của bài Thận Trọng, như là một bức thông điệp gửi đến giới trẻ và các thầy cô làm tư lương. Khi có dịp thì mình khuyên lại những người bạn trẻ, hãy thận trọng và hỏi lòng trước đã, vội vàng chi khi mới chấm tình yêu. Đừng đắm say vì nhan sắc diễm kiều, chớ rung động qua mấy dòng thư thấm. Hố yêu đương biết đâu là vực thẳm, xa chân vào xó tuổi xuân tươi. Vì ái tình nào phải một trò chơi, trong một sớm một chiều rồi quên lãng. Hãy cứng rắn đừng để cho tình cảm ngự trị lòng sẽ mù quáng đi chăng. Xin đắn đo và hãy nhớ kỹ rằng tình chỉ đẹp khi tâm hồn hòa hợp. Đừng vì khi thấy lòng bồng bột rồi phiêu lơ trên dạng nẻo đường tình, để mai này kết chuốc lấy chuyện sầu vương rồi oán hận cuộc đời đầy khổ lị. Và phần chi tiết về những cái thực trạng vấn đề liên quan, con mời sư cô Tâm Nhã lên trình bày. Cảm ơn quý thầy và đại chúng đã lắng nghe con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức giáo thọ sư. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ, con xin phép được tiếp tục phần thuyết trình của tổ con về thực trạng sống thử và những vấn đề liên quan. Trước tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu về tình trạng sống thử của giới trẻ ngày nay. Kính thưa quý vị, do ảnh hưởng của nền văn hóa phương Tây và sự phát triển của xã hội mà nam nữ thanh niên ngày nay trước khi cưới có quyền tự do gặp gỡ và tìm hiểu nhau. Dĩ nhiên cái vấn đề này thì không có gì là sai quấy cả, nhưng cái sai á là do ở chính cá nhân của mỗi con người trong cuộc đã không làm chủ được bản thân mình, tự do quá mức mà thành sai quấy. Giới trẻ ngày nay quá lạm dụng hai tiếng tự do để họ chạy theo cái lối sống hưởng thụ mà họ cho đó là hợp thời, là sành điệu, để rồi họ quay lưng lại với những giá trị đạo đức vốn là nền tảng cốt yếu của con người. Một trong những lạm dụng tự do đó là cách sống thử, thưa quý vị. Hiện nay những cặp đôi sống thử đang tăng lên một cách mạnh mẽ, không chỉ ở nước ta mà cả các nước trên thế giới. Chẳng hạn như ở Mỹ Latin, ở nước Mỹ, tính từ năm 1960 đến năm 2004, tỷ lệ sống thử tăng lên đến 120%. Còn ở nước ta thì các khu sống thử không chỉ còn tập trung ở quanh các làng đại học mà chúng đã lan rộng ra đến các xóm trọ của các công nhân viên trẻ. Vâng, thưa quý vị, theo khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014, đối với 762 bạn trẻ có độ tuổi từ 14 đến 24, thì kết quả cho thấy rằng hết 1/3 các bạn có độ tuổi từ 16 đến 17 đã từng quan hệ tình dục với nhau. Trong đặc biệt là có hết 7,6% trong số này cho biết tuy họ chưa từng yêu nhưng họ cũng đã từng quan hệ tình dục với nhau. Trong đó hết 93% các bạn nữ cho biết rằng lần đầu tiên quan hệ tình dục của họ hoàn toàn là sự tự nguyện.
Nhưng mà do chưa được trang bị kiến thức về tình yêu và giới tính, cho nên họ đã quan hệ với nhau một cách bừa bãi, dẫn đến tình trạng phá thai, tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Con số này tăng lên đến 82%. Trung bình cứ 5 cô gái trẻ thì có một bạn mang thai từ khi còn ngồi học ở cấp 3. Nhưng trong số đó chỉ có 5% các bạn, các cặp đôi cảm thấy vui mừng khi được làm bố, làm mẹ. Còn lại thì đa số đều hướng đến các biện pháp từ bỏ với rất là nhiều lý do. Kính thưa quý vị, song thử hiện nay đang là một tình trạng nóng bỏng, gây tranh cãi mạnh mẽ trong xã hội và cũng như trên các trang mạng. Theo khảo sát của Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản tại 5 trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh và 3 trường đại học tại Hà Nội, thì chúng ta thấy được rằng chỉ có 30% các bạn sinh viên quyết phản đối cái vấn đề song thử này, còn lại đa số thì chỉ coi đó là một việc rất bình thường. Tuy nhiên cũng có một vài bạn cho rằng đó là những cái việc không tốt, nhưng họ cũng không có phản bác gì. Vậy còn pháp luật và xã hội sẽ có cái nhìn như thế nào về vấn đề này? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về quan điểm về việc song thử của giới trẻ hiện nay. Kính thưa quý vị, khi nói về quan điểm thì có rất là nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng tự chung lại thì chúng ta có 3 quan điểm chính yếu. Thứ nhất là đồng tình ủng hộ. Thứ hai là không đồng tình và phản bác. Còn quan điểm thứ ba là những người tuy không đồng tình nhưng họ cũng không phản bác. Và để đưa ra các quan điểm về việc song thử này một cách chuẩn xác thì chúng ta tạm chia theo từng đối tượng. Thứ nhất là quan điểm về việc song thử của người trong cuộc. Khi nói đến người trong cuộc thì như thế nào thưa quý vị? Tất nhiên là họ sẽ đồng tình, ủng hộ. Bởi lẽ cái gì mà người ta cho là đúng thì người ta mới làm. Chẳng hạn như ca sĩ Thủy Tốp đã từng tâm sự rằng: đối với tôi thì song thử là một việc rất là cần thiết. Bởi lẽ giống như khi bạn tiến đến một kỳ thi, chẳng lẽ nào bạn không có chuẩn bị cho kỳ thi ấy? Huống hồ gì hôn nhân là một việc quan trọng của cả đời người. Nếu như chúng ta không tìm hiểu, không học hiểu nhau đến hết mức có thể, thì lấy gì để đảm bảo rằng chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau cả đời? Tôi thì tôi sợ nhất là cách sống thoáng đến độ mà chả hiểu gì về nhau mà cứ vô trách nhiệm cưới nhau về rồi hãy tính. Đó là ý kiến của một ca sĩ nổi tiếng của chúng ta. Còn thưa quý vị, cuộc sống càng hiện đại thì càng làm cho cái suy nghĩ của con người thay đổi. Nếu như cách đây vài chục năm thì sống thử là một việc gì đó mà tội lỗi và con người ta rất dè dặt khi nói đến, thì hiện nay lớp trẻ lại cho đó là một cái mốt của thời thượng, là một dạng quan hệ cộng hưởng theo kiểu đôi bên cùng có lợi, để họ có thể giảm bớt chi phí trong việc sinh hoạt, đồng thời là để có nhiều thời gian gần gũi, chăm sóc và chia sẻ tình cảm cho nhau hơn. Cũng giống như bạn Phan Lê Hoài Anh, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội cho rằng sống thử bây giờ đã trở thành một trào lưu của xã hội. Điều quan trọng của chúng ta bây giờ không phải là phán xét nó là đúng hay là sai, mà chúng ta phải trang bị kiến thức cho họ về tình yêu, về giới tính và cách quan hệ như thế nào để đảm bảo an toàn. Nhiều đôi sống thử đã đủ nhận thức và kinh nghiệm thì tôi không có ý kiến gì, thậm chí còn ủng hộ nữa là khác. Vì họ đã đầy đủ trách nhiệm, có trách nhiệm với nhau, và biết đâu khi chung sống với nhau họ sẽ biết được những khiếm khuyết mà bù đắp cho nhau. Thưa quý vị, nếu như với ý nghĩ như thế thì sống thử không có đáng chê trách mà còn có các khía cạnh tốt khác nữa. Và tình dục ở đây chỉ là một điểm tuy rất quan trọng nhưng không phải là tất cả của vấn đề sống thử. Thế nhưng từ những năm đầu của thập niên 80, cụ Nguyễn Đình Chiểu đã từng khẳng định như thế này:
Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trao mình. Vậy thử hỏi gia đình và xã hội sẽ có cái nhìn như thế nào về vấn đề này? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về quan điểm của người ngoài cuộc. Kính thưa quý vị, bên cạnh sự nhiệt tình ủng hộ của các bạn trẻ, đó là những nỗi lo đến mất ăn mất ngủ của các bậc phụ huynh. Có cha mẹ nào sinh con ra mà chẳng muốn cho con mình nên danh đỗ đạt? Ai mà chả buồn khi con mình bỏ ngoài tai những lời răn dạy để chạy theo cái lối sống hưởng thụ, xem thường tương lai đến như thế? Và cái điều càng đau lòng hơn nữa là cái tình trạng sống thử đa phần lại rơi vào các học sinh, sinh viên và những bạn trẻ. Đó là những cái mầm non của đất nước, là rường cột của nước nhà. Bà Thu Minh đã từng tâm sự như thế này: người con gái mà chọn lựa cái cách sống thử đó là đã chọn lựa cái sự rủi ro lớn nhất về mình, bởi đây là con đường nguy hiểm nhất có thể dẫn đến HIV. Là một người mẹ, tôi nghĩ các bạn gái hãy nên suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định sống thử, đừng có tự đưa mỡ vào miệng mèo như thế. Khi xảy ra sự cố thì chẳng có ai phong tước vị anh hùng cho các bạn cả, cũng như không có ai thông cảm cho bạn đâu. Nói như kiểu nhân gian người ta thường nói, đó là mình làm mình chịu, keo mà ai thương. Đồng thời bà cũng khẳng định như thế này: tôi có con trai và tôi cũng không hy vọng con trai mình cưới về một người phụ nữ như thế. Đây cũng chính là ý kiến chung của các bậc làm cha làm mẹ. Khó có ai có thể chấp nhận được rằng nàng dâu tương lai của mình không còn trong trắng, hoặc là đã đeo ba lô ngược trước khi bước vào ngưỡng cửa nhà chồng, thưa quý vị. Còn ông Nguyễn Hy Thanh thì nhấn mạnh như thế này: sống thử là một tệ nạn của xã hội cần được loại bỏ. Bởi lẽ đặt trường hợp khi các bạn chung sống với nhau mà sau này không nên duyên chồng vợ thì sẽ như thế nào? Có phải các bạn đã quá coi thường phẩm hạnh của con người, đặc biệt là người phụ nữ phương Đông? Vì thế đối với tôi là một sống thử là một tệ nạn của xã hội cần phải được triệt bỏ. Còn đối với bạn Dung á, thì chỉ nói một câu rất là ngắn gọn, đó là hãy sống và làm việc theo pháp luật, trong đó có tình yêu và cách sống thử. Kính thưa quý vị, trên đây là ý kiến chung của xã hội. Vậy còn các nhà lãnh đạo, các triết gia, các học giả sẽ suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ý kiến của các chuyên gia qua sự trình bày của thầy Minh Lợi A Di Đà Phật. Kính mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giáo Tòa Sư. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, con xin trình bày tiếp phần chương 2, thực trạng và những vấn đề liên quan của vấn đề sống thử trong giới trẻ ngày nay. Đó là phần ý kiến của các chuyên gia. Kính thưa chư huynh đệ, thực sự mà nói, sống thử hiện nay là một vấn đề vô cùng tế nhị, và nó biểu hiện đời sống tâm lý, tình cảm và riêng tư cá nhân của một con người, cho nên rất nhiều người còn e ngại khi đề cập đến vấn đề này. Cũng có một số chuyên gia thì cũng đã khẳng định về vấn đề này như thế nào. Theo tiến sĩ triết học Nguyễn Linh Khiếu, chuyên gia nghiên cứu gia đình và trẻ em, cho rằng không nên dùng từ sống thử mà phải gọi là chung sống trước hôn nhân. Riêng cá nhân ông cũng không ủng hộ lối sống này. Ông nói rằng: nếu phải khuyên các bạn trẻ, tôi sẽ nói không ủng hộ, cũng không phản đối, nhưng nhắc các bạn chưa phải là vợ chồng, chưa phải là gia đình, nên phải sống như thế nào đó để còn có thể đi đến hôn nhân. Ngay từ bây giờ phải xác lập một cơ sở quan trọng để xây dựng một gia đình bền vững. Qua đó ông cũng nhắn nhủ với xã hội rằng nên bao dung hơn đối với những bạn trẻ đang sống trong lối mòn sống thử. Chúng ta nên khuyên họ và nhắc nhở họ, giúp đỡ họ để họ không đi vào đường cùng và ngõ cụt. Còn giáo sư nhà giáo Nguyễn Lân Dũng, tại hội thảo sống thử nên hay không nên diễn ra Hà Nội, giáo sư cho rằng sống thử được so sánh ngang hàng như việc sự nguy hiểm của việc hút thuốc lá và tai nạn giao thông. Khi sống thử không thành, có thể dẫn đến việc là giết hại người yêu, quay clip
tống tiền, rồi có thể là tự tử, và đặc biệt hơn là mang thai ngoài ý muốn, dẫn đến rồi là phá thai, rồi vô sinh, vân vân. Ông cũng cho rằng là khi muốn để hiểu nhau thì có nhiều cách, chứ không chỉ là sống thử mới được là gọi là hiểu nhau. Còn sống thử để giảm các khoản chi tiêu thì cái việc đó ông cho rằng là lý do đó còn quá nhỏ nhoi so với những cái hậu quả mà nó để lại, của lối sống thử để lại. Do đó ông nhận định một cách chắc chắn rằng là sống thử giống như cây đinh đóng vào tấm ván, khi dứt ra thì cả hai đều hỏng. Cho nên muốn hạnh phúc thì chúng ta phải nói không với sống thử. Còn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức cho rằng xã hội toàn là những người chỉ thích sống thử mà không thích lập gia đình thì bất ổn vô cùng, sẽ không có các nhà bác học thiên tài. Trên thực tế, những nhà bác học thiên tài như Beethoven hoặc là Bill Gates đều có xuất thân từ gia đình có nề nếp, có nền tảng căn bản vững chắc. Bà cũng cho rằng sau quá trình sống thử, rất ít bạn trẻ đi đến với nhau, có thể là đến lập gia đình. Vì khi yêu mọi thứ đều đẹp, nhưng khi sống với nhau thì va chạm rất nhiều, từ những tật xấu của các chàng hay là của các nàng, cũng khiến dẫn đến xung đột, vỡ mộng rồi và chia tay. Vì sao? Vì do chưa có đăng ký kết hôn, chưa có sự ràng buộc về pháp luật thì người ta có thể dễ dàng bỏ nhau, nhưng còn hậu quả để lại thì vô cùng to lớn. Ngoài ra, từng là bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bà Đức cho biết thêm rằng bà chứng kiến rất nhiều bi kịch của lối sống thử để lại, như những đứa trẻ sinh ra trong điều kiện khó khăn, thiếu điều kiện để phát triển toàn diện, nạo phá thai vân vân, biết bao thai nhi bị chính mẹ ruột của mình giết hại, rồi biết bao trẻ em còn có đầy đủ cha mẹ nhưng phải nương náu trong các trại trẻ mồ côi, rồi còn các em, có những em lớn lên chỉ biết có một mình mẹ, sau khi lớn lên chỉ mang hai tiếng con hoang đi vào đời. Tự hỏi những đứa trẻ ấy khi lớn lên có thể phát triển toàn diện về nhân cách đạo đức như chúng bạn hay không? Và chúng ta có nên sống thử theo kiểu để đời cha ăn mặn rồi để đời con khát nước chăng? Như vậy trên đây là những cái nhìn, nhận xét, đánh giá theo thế gian. Còn đối với Phật giáo của chúng ta sẽ có cái nhìn như thế nào và có phương cách giải quyết ra sao? Con xin mời toàn thể hội chúng chúng ta đi vào chương 3, quan điểm về đạo đức của Phật giáo về vấn đề này cũng như phương cách giải quyết của những nhà hoằng pháp trong tương lai. Trước tiên con xin trình bày quan điểm về đạo đức của Phật giáo. Như chúng ta đã biết, trong tất cả các công việc, đạo Phật của chúng ta luôn nhấn mạnh đến đó chính là gì? Đó là trách nhiệm của bản thân, của mỗi cá nhân, của mỗi con người. Mỗi người phải có trách nhiệm trong lời nói, hành động, cử chỉ và ý niệm của mình. Phật giáo không nhấn mạnh sự ngừa khổ, diệt khổ bên ngoài cá nhân, mà chủ yếu là bên trong của mỗi chúng ta, tức là nhấn mạnh yếu tố chủ quan của con người. Do đó, việc sống đúng với bổn phận và trách nhiệm của mình, đó cũng được gọi là tu dưỡng đạo đức. Việc này hết sức quan trọng trong mỗi cá nhân, bởi vì xã hội của chúng ta đều do mỗi cá nhân mà hợp thành. Hiện nay, do sự tác động nghiệt ngã của nền kinh tế thị trường, lạnh lùng và dứt khoát, khôn thì sống, bóng thì chết, thế thôi. Và cộng thêm sự thả lỏng buông trôi về đạo đức của giới trẻ cũng như toàn xã hội, con người không còn xem trọng đến đức hạnh của chính mình, rồi quan trọng hơn lại rơi vào giới trẻ là rường cột của tương lai, là nền tảng của đất nước, và đang dần dần dấn thân vào cái lối sống khổ đau do chính mình tạo ra. Đức Phật với cái nhìn tuệ giác chánh tri kiến, Ngài biết chúng sanh đang sống trong cõi dục giới là cõi đầy tham ái, khát ái, rồi bị cuốn hút bởi tình yêu, tình dục, do nghiệp nhân, nghiệp quả của chính họ đang hướng đến. Đó là chuyện rất là bình thường của thế nhân. Tuy nhiên, học thuyết nhân quả của Phật giáo, nghiệp báo của Phật giáo đã khẳng định rằng con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp, nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra. Nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa. Cho nên vấn đề đặt ra là người tại gia phải có thái độ sống và ứng xử văn hóa lành mạnh, không nên tà hạnh, nghĩa là đừng có quan hệ nam nữ hay biểu lộ văn hóa tình dục không chính đáng, làm đổ vỡ tình cảm, mang tiếng xấu cho mình và gia đình cũng như dòng họ, nhằm bảo vệ quyền được hạnh phúc của con người, qua đó đảm bảo trật tự an toàn và giảm thiểu tệ nạn xã hội. Đạo Phật không có khuyến cáo, lại càng không bắt buộc các tín đồ của mình phải tránh mọi quan hệ nam nữ
theo kiểu như là vợ chồng chính đáng được công nhận của pháp luật. Còn thế nào là quan hệ tình cảm yêu đương không chính đáng? Đó là một vấn đề tùy thuộc vào phong tục tập quán của từng quốc gia khác nhau. Đặc biệt ở quốc gia Việt Nam mình thì chỉ có là một vợ một chồng thôi. Đó, cho nên vấn đề đặt ra là tùy theo từng quốc gia mà có thể có nước có nhiều vợ. Riêng Việt Nam mình chỉ một vợ thôi. Nói chung người Phật tử khi đã quy y về giới pháp của nhà Phật rồi thì không được có quan hệ tình cảm, tình dục với vợ hay chồng của người khác, đặc biệt là với các em dưới tuổi vị thành niên. Ngoài ra, để thiết lập một đời sống hạnh phúc gia đình, thật sự tình cảm đôi lứa đã chín mùi, sau khi đã thuận thảo với nhau, được cha mẹ đôi bên đồng ý cũng như được sự đồng thuận của chấp nhận của pháp luật thì đôi trẻ đi đến hôn nhân. Đức Phật cũng khéo léo chỉ dạy thêm về nếp sống, giữ gìn hạnh phúc gia đình, duy trì tình cảm vợ chồng bền vững như thuở ban đầu, hay còn gọi là giữ lửa. Có thể diễn đạt bằng câu yêu nhau từ muôn kiếp, gặp nhau từ thuở luân hồi. Qua đó, khi đọc các bản kinh như Tăng Chi, Tương Ưng hay A Hàm, ta thấy Đức Phật từng giảng thuyết cho con gái của Ngài cấp cô độc về đạo lý sống với chồng con và cách ứng xử những mối quan hệ bên nhà chồng trước ngày thành hôn. Rõ nét và cụ thể nhất là bản kinh Singala thuộc trường Bộ và kinh Thiện Sanh thuộc trường A Hàm. Đức Phật đã giải trình và thiết lập những nguyên tắc chung sống giữa vợ và chồng trong các mối quan hệ tứ thân phụ mẫu, xác lập vai trò và trách nhiệm bổn phận của người chồng đối với vợ con và ngược lại. Mối quan hệ này là mối quan hệ thiêng liêng, nó là nền tảng của gia đình và xã hội. Nó kết nối liên thông trong các mối quan hệ giữa người với người, với xã hội, với dân tộc và cả môi trường sinh sống, cũng như các hoạt động khác. Do đó không phải ngẫu nhiên Phật dạy mối quan hệ này cần phải được đảnh lễ. Ý nghĩa đảnh lễ ở đây là nhằm thiết lập sự tôn trọng và giữ gìn hạnh phúc của hai người trao cho nhau mà tổ tiên ông bà cha mẹ của họ đã dạy không tạo dựng cho chính họ. Từ những ý nghĩa trên, Đạo Phật nhận định về vấn đề sống thử của giới trẻ ngày nay là cần phải phân biệt được tình yêu đích thực của chính mình, luôn đề cao trách nhiệm tôn trọng lẫn nhau để nâng cao giá trị đời sống hạnh phúc. Chính vì vậy, Đức Phật đã từng dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ 4 yếu tố: từ, bi, hỷ và xả. Từ có nghĩa là gì? Là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ. Yêu thương ai đó thật sự là phải làm cho người ta hạnh phúc mỗi ngày mới gọi là từ. Bi là gì? Bi là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Người yêu mình phải là người biết chia sẻ, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ niềm đau của chính mình trong cuộc đời. Hỷ là gì? Hỷ là niềm vui, tình yêu chân thật, phải làm cho cả hai đều vui vẻ. Càng yêu càng vui, cả gia đình ta cùng nhau hạnh phúc. Xả là gì? Là không phân biệt kỳ thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta chính là hạnh phúc của mình. Nỗi khổ của người ta là nỗi khổ của mình. Và khó khăn của người ta cũng là khó khăn của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em hay anh, hay là anh phải ráng chịu hay em phải ráng chịu. Khi yêu ai, người đó không còn là hai thực thể riêng biệt nữa. Hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân của một ai. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm đó là vấn đề chung của hai người, phải chuyển hóa nỗi đau cho nhau, làm lớn thêm hạnh phúc. Tóm lại, chúng con thiết nghĩ giới trẻ ngày nay cần phải nhận thức rõ sự được và sự mất của việc sống thử. Nếu đi ngược lại với những quan điểm trên và cứ tiếp tục theo đường mòn của sống thử thì sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường và gây ra khổ đau, cũng như khó tìm được hạnh phúc trong cuộc sống hiện thực. Còn những ai đang sống thử, đang chìm đắm trong những hệ lụy của sống thử và nhận thức được hệ lụy đó và mang lại và mong muốn được thoát khỏi tình trạng ấy, hay những ai chưa từng sống thử muốn sống được một đời sống hạnh phúc trong tương lai thì cần phải học hỏi, thực hành những lời Phật dạy cũng như những lời hướng dẫn, quan điểm của các chuyên gia nói về vấn đề này và những phương cách để giải quyết và thoát khỏi những tình trạng đó ra sao. Chúng con xin mời cô Viên Hiền lên trình bày phương cách giải quyết của nhà Hoằng Pháp về vấn đề sống thử của giới trẻ ngày nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy giáo thọ,
Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ, vừa rồi là quan điểm về Phật giáo, nói về nghĩ về cách sống thử. Và sau đây con xin tiếp tục trình bày về phương cách giải quyết của người Hoằng Pháp về vấn đề sống thử. Như chúng ta đã biết, Đạo Phật ra đời mang một thông điệp, mang lại tiếng nói yêu thương và chủ trương diệt khổ. Vì vậy, đau khổ của thế nhân ngoài kia cũng chính là sự trăn trở của những nhà Hoằng Pháp. Vì vậy, những nhà Hoằng Pháp đã và đang làm gì về vấn đề này? Khi nói về vấn đề này thì chúng ta đã biết là nó tập trung vào giới trẻ. Và sau khi những nhà Hoằng Pháp nhận định được đó là một nỗi khổ niềm đau cho thế nhân, thì quý ngài đã mở ra những khóa tu. Quý ngài nghĩ rằng là phải giáo dục trẻ từ học đường như sinh hoạt gia đình Phật tử để dạy họ về đạo đức, cách sống. Ngoài học đường, gia đình là các bậc phụ huynh cần chú trọng đến lối sống và đạo đức của chính mình, sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, những diễn biến tâm lý xảy ra của con trẻ từ thực tiễn, kết hợp với lý thuyết như giáo lý duyên sinh, từ bi hỷ xả, nhân quả luân hồi, nghiệp báo, để cha mẹ luôn có cách nhìn và biết nhận thức về trách nhiệm và bổn phận của mình trong một gia đình. Phải sống thật gương mẫu cho con cái của mình, từ đó mới dạy cho con trẻ những bổn phận trong gia đình. Bởi có gì bất hạnh hơn khi tuổi thơ phải sống trong một gia đình không hạnh phúc với những mối quan hệ bất chánh? Phải chăng các chùa nên trong mỗi quận huyện hay thành thị khi đủ điều kiện nhân duyên thì tổ chức khóa tu dành cho thanh thiếu niên? Ý thức được điều đó, năm 2005, chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã mở ra khóa tu mùa hè đầu tiên với số lượng 300 em tham dự. Và cho đến nay, con số này vẫn tăng đều. Cho đến năm 2015, con số này đã lên đến hơn 6.000 em tham dự. Ở nơi đây, các em được tu tập, được chia sẻ, được quý thầy hướng dẫn về đạo đức và cách sống, cách nhìn về xã hội hiện đại bằng những đề tài như những đến đi được mất, sự nhiệm màu của tỉnh thức bằng tất cả tấm lòng cho những ước mơ bay xa, giọt đắng đời ai không bao giờ muộn, sống ảo, cơn mưa lạ. Những đề tài này ngày càng đánh động vào ý thức của giới trẻ. Đạo Phật không có gì xa xôi hay huyền bí. Đạo Phật chỉ là nhận thức hiện tại, làm việc đúng đắn, lắng nghe chính xác từ trái tim mình. Không dừng lại như vậy, các chùa trong mọi tỉnh thành đa số đều có những khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên ở khu vực của mình và những dịp nghỉ hè. Đó là những việc các nhà Hoằng Pháp hiện tại đã và đang làm. Còn chúng ta, những nhà Hoằng Pháp tương lai đã và sẽ làm gì? Tổ chúng con thiết nghĩ những nhà Hoằng Pháp trẻ cần tổ chức những buổi hội trại để tuổi trẻ có điều kiện trao đổi, chia sẻ những suy nghĩ, những nhận định về giới tính, trang bị thêm kiến thức cũng như nhân cách sống theo thời đại, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ thuần phong mỹ tục. Mỗi tự viện cần kết hợp với cơ quan chuyên môn, có thể thành lập tổ tư vấn, tổ chức các buổi chia sẻ về vấn đề giới tính, sức khỏe, sinh sản, cũng như tâm sinh lý lứa tuổi cho phụ huynh và giới trẻ. Được hiểu rõ cũng thường nhắc nhở mọi người đã là cha mẹ thì phải quan tâm yêu thương con cái, không phải chỉ ở vật chất mà phải là tinh thần. Với nội dung và hình thức phong phú đa dạng, thiết thực phù hợp với từng đối tượng, thanh thiếu niên, sinh viên và giới trẻ nhận thức rằng hôn nhân là một nghĩa vụ lâu dài, thiêng liêng chứ không phải trang sức hay đồ vật, những mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên trong cuộc sống ngày nay, dựa vào trách nhiệm với bạn đời, sự hiểu biết trao đổi lẫn nhau về mặt xã hội, đạo đức, trí tuệ và nhiều thứ khác để thu hút sự quan tâm một cách chủ quan nhất. Mỗi con người dù sống bao nhiêu năm thì cũng không ngoài một mục đích, đó là đi tìm hạnh phúc. Nhưng đã mấy ai hiểu được hạnh phúc là gì? Thường họ luôn nhìn nhận sai lầm hạnh phúc là những sắc đẹp, tình yêu, tài sản, danh lợi. Nhưng khi đạt được, đó có phải là hạnh phúc hay không?
hay đó chỉ là những sợi dây ràng buộc và khiến cho mọi người càng đau khổ thêm. Và cuối cùng, đến khi trút hơi thở cuối cùng, họ cũng không hiểu được hạnh phúc là gì. Đó là một thực trạng chung cho cả nhân loại. Nếu con người hiểu rằng hạnh phúc của con người trong dục giới chính là tình yêu, là thứ tình yêu chân chánh, trong sạch, nó ở trong tim chứ không ở trong giác quan. Và trái tim là khởi nguồn của tình yêu, nhưng lý trí mới là thứ bảo vệ tình yêu. Vì vậy mọi người khi hiểu được hạnh phúc thật sự là gì, họ sẽ từ bỏ những thứ không mang lại hạnh phúc. Khi niềm tin, trách nhiệm, bổn phận của mỗi người được đánh thức và vun trồng thật tốt, thì cuộc sống dù hiện đại bao nhiêu thì nhân phẩm của con người cũng không bị xuống dốc. Như vậy thì con người có cần phải sống thử nữa hay không? Đạo Phật chứa đựng những giá trị đạo đức cơ bản giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Giáo lý nhà Phật dạy về việc xây dựng gia đình, giữ gìn ngọn lửa hôn nhân. Hôn nhân là sự kết trái của tình yêu, là nền tảng làm nên một gia đình, được biểu hiện qua những mối quan hệ giữa vợ và chồng. Muốn tổ ấm được hạnh phúc thì hôn nhân phải vững bền. Đạo vợ chồng theo kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy, muốn quan hệ hôn nhân bền vững thì ít nhất có 4 sự tương đồng. Tương đồng về nhận thức, tương đồng về niềm tin, tương đồng về chuẩn mực đạo đức, tương đồng về lòng hỷ xả vị tha. Tuy nhiên trong cuộc sống ngày nay, những sự tương đồng đó không còn được xem trọng, bởi họ vẫn chạy theo những vật chất thời thượng. Nếu như một gia đình vun trồng những chất liệu nuôi dưỡng tình yêu nhằm giữ gìn hạnh phúc, gia đình theo những quan điểm của Đức Phật, đó là cả hai người phải nỗ lực tu tập tính, giới, thí và tuệ, tin tưởng nơi chính mình và người bạn đời của mình, tự nguyện giữ gìn phẩm hạnh thủy chung son sắc, hỷ xả và tha thứ những lỗi lầm của nhau, hiểu biết về nhau để nuôi dưỡng tình yêu nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc như trong kinh Tăng Chi Đức Phật đã dạy. Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ, thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau và trong các đời sau các người cũng sẽ thấy mặt nhau. Từ đó mới kiến tạo được mái ấm gia đình trở nên một điểm tựa quan trọng cho các thành viên. Đức Phật cũng dạy trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt rằng, này gia chủ, có 5 trường hợp, người con phải phụng dưỡng cha mẹ, được nuôi dưỡng, con sẽ phụng dưỡng cha mẹ, con sẽ làm tròn bổn phận đối với cha mẹ, con sẽ giữ gìn gia đình và truyền thống, con bảo vệ tài sản thờ tự, con sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Này gia chủ, con được phụng dưỡng theo 5 cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con cũng theo 5 cách, ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều lành, dạy con nghề nghiệp, dựng vợ gả chồng xứng đáng cho con và trao của thừa tự cho con. Đó là trách nhiệm và bổn phận của cha mẹ đối với con cái, cũng như bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Như vậy hiếu thảo là một trong những yếu tố quan trọng của đạo làm con, được hình thành từ chính tình yêu thương và sự giáo dưỡng của cha mẹ. Hiếu dưỡng sẽ tròn đầy một cách như nhiên khi chính các bậc cha mẹ thực sự gương mẫu, trọn vẹn. Với đạo làm cha mẹ thì con cái cũng vuông tròn đạo hiếu của chính mình. Có như vậy thì cuộc sống gia đình trên kính dưới thuận, từ đó sẽ không có những đứa trẻ cảm thấy cô đơn hụt hẫng để rồi chạy theo những thói hư tật xấu. Cuối cùng là mất niềm tin vào cuộc sống và thứ gì cũng thử và sống thử là một điều tất yếu trong cuộc đời này, bởi không có gì đáng để tin tưởng, cũng không có chỗ dựa tinh thần từ gia đình. Với những truyền thông nhanh chóng như hiện nay, người ta dễ dàng tuyên truyền những điều xấu, thì chúng ta cũng có thể tuyên truyền những lời dạy của Đức Phật, như những khóa tu mùa hè, những sinh hoạt trong gia đình Phật tử, những lớp giáo lý khi tuổi trẻ học Phật. Đó là sự thực tập khả năng tư duy nhạy bén, linh hoạt để có thể nhìn thẳng vào bản chất của sự sống. Khi tuổi trẻ học Phật để nhìn rõ thực trạng đau khổ của nhân sinh và nhận ra đâu là chân hạnh phúc. Điều này thiết nghĩ đầu tiên những nhà hằng pháp nên dạy cho Phật tử thấy được tầm quan trọng và bổn phận làm người, luôn giữ gìn nếp sống gia phong nhằm xây dựng cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc trong gia đình cũng như xã hội. Quan trọng hơn là khuyến khích Phật tử giữ gìn tam quy ngũ giới, thiết lập lại thế giới chân thật
đức hạnh bắt đầu từ chính gia đình nhỏ của mình. Bởi gia đình là một hạt nhân của xã hội, chúng ta cải tạo gia đình cũng chính là cải tạo một xã hội. Khi tạo được sự cân bằng hài hòa giữa đời sống vật chất và tinh thần, giữa đời sống cá nhân và xã hội, giữa gia đình và sự nghiệp, sống chân chánh, lấy điều thiện làm gốc, chăm lo đời sống tâm linh, biết cảm nhận niềm an vui trong hiện tại, đó chính là căn bản của hạnh phúc và cũng là sự truyền tải tích cực của các nhà hoằng pháp vì hạnh nguyện độ sanh. Tóm lại, tổ chúng con thiết nghĩ muốn khắc phục lại lối sống chân thật đức hạnh khi đạo đức dần đang xuống cấp như hiện nay, chúng ta cần phải khơi nguồn lại trách nhiệm, bổn phận và niềm tin cho giới trẻ trong mỗi gia đình, vì gia đình là quan trọng nhất, từ đó tạo dựng được lòng tin và niềm vui, mang lại hạnh phúc trong cuộc sống. Bằng những lời dạy của Đức Phật về việc xây dựng và giữ gìn ngọn lửa hôn nhân trong gia đình là rất thiết thực và không thể thiếu trong lộ trình hoằng pháp lợi sanh của những vị hướng đạo sư mà chúng ta đã và sẽ làm trong tương lai, phải không quý vị? Vâng, cuộc sống là những quy luật, và quy luật ngay bây giờ đó chính là có mở đầu tức sẽ có kết thúc. Và con xin mời sư cô Như Nguyên lên trình bày phần kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên giáo thọ sư, kính thưa cùng toàn thể đại chúng, những gì tổ chúng con vừa trình bày đều nói lên thực trạng của cuộc sống xã hội hiện nay. Một cái xã hội tự do ngôn luận, tự do yêu đương, cho nên các bạn trẻ sống rất vội vàng, khi suy nghĩ không chín chắn dẫn đến những cái hậu quả không lường trước được, từ đó kéo theo một chuỗi dài khổ đau trong dòng đời bất tận. Hậu quả này do đâu mà ra? Mà trách nhiệm này thuộc về ai? Xin thưa, trách nhiệm này là một phần thuộc về cha mẹ thiếu sự quan tâm, chăm sóc, động viên, an ủi, cũng như khuyên dạy con khi con cái đã đến tuổi cập kê. Bên cạnh đó là cái sự giáo dục của nhà trường không có xoáy sâu vào cái vấn đề giới tính để giúp cho các em hiểu được cái sự tác hại của nó như thế nào. Nhưng điều đáng trách hơn đó là ý thức cá nhân của mỗi người không làm chủ được sự ham muốn cũng như sở thích của mình bởi tác động từ môi trường sống, cộng thêm sự tò mò tìm hiểu, thử để cho biết. Vì vậy, giới trẻ ngày nay sống theo phong cách hiện đại, muốn thể hiện lối sống tân tiến với cái nhìn mới hơn, thoáng hơn về quan hệ tình yêu cũng như tình dục. Nó thoát ra khỏi cái vỏ bọc mà bao đời nay ông cha ta cho đó là thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nhưng họ không biết rằng cái kết quả của lối sống ấy sẽ chỉ dẫn đến một chuỗi dài đau khổ mà thôi. Vì vậy, cho nên ở các cái diễn đàn cũng như những cái phương tiện truyền thông như internet, báo, đài, vân vân, đa phần là không đồng tình về việc sống thử của giới trẻ ngày nay. Vì vậy, các bạn trẻ trước khi quyết định sống thử thì hãy suy nghĩ thật kỹ và đặt ra cho mình những câu hỏi thiết thực. Tại sao chúng ta không sống thật mà lại đi sống thử? Tại sao chúng ta không mang cả Tại sao chúng ta mang cả cái tương lai cuộc đời của mình ra để thử, để nháp? Ông bà ta thường dạy chọn mặt gửi vàng, thì tại sao chúng ta không chọn cho mình một đối tượng để chúng ta gửi gắm cả cuộc đời của mình, có tốt hơn không? Tại sao chúng ta phải mạo hiểm đến như vậy? Vân vân và vân vân. Vì vậy, các bạn trẻ hãy suy nghĩ chín chắn, quyết định thật sáng suốt để sau này khi lập gia đình không còn phải hối hận về cái việc mà mình đã làm trong quá khứ. Hơn nữa, các bạn trẻ cần phải có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình cũng như con em mình sau này sống như thế nào để ngẩng cao đầu với mọi người, và cha mẹ cũng hãnh diện rằng mình có những đứa con sống có rất là đạo đức và làm cái gương cho con, để cho con mình sau này noi theo. Còn nếu đối với những ai đã lỡ bước xa chân vào thảm họa tình trường do thiếu suy nghĩ hay một phút lầm lỡ nào đó, thì cũng đừng khép mình vào khung cửa nhỏ của cuộc đời, mà hãy lấy những cái sai lầm của quá khứ để làm bài học cho tương lai, từ đó sửa đổi lại cuộc đời mới, làm lại cuộc đời mới. Kính bạch chư đại đức, giáo thọ sư, kính thưa chư huynh đệ, cái vấn đề này với cái nhìn của Phật giáo
luôn lấy tinh thần từ bi và trí tuệ để giải hóa những nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Đạo Phật không ngăn chặn việc xây dựng hạnh phúc vợ chồng, mà Đức Phật dạy rằng muốn có được hạnh phúc vợ chồng thì phải xây, cái hạnh phúc đó phải xây dựng trên tình yêu và niềm tin của hai người. Và hơn nữa, trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, Đức Phật dạy để có gia đình hạnh phúc thì người vợ và người chồng phải có nghệ thuật sống. Và để cho được những cái thực trạng thương đau ngày được hạn chế bằng cách khắc phục, đó là những bậc cha mẹ phải dạy dỗ uống nắng con cái của mình từ thuở áo thơ cho đến lúc trưởng thành, bằng cách dạy con biết hướng thiện, hướng dẫn con quy y Tam Bảo, hay là tham dự những khóa tu mùa hè, hay sinh hoạt gia đình Phật tử, vân vân, để làm cái nền tảng vững chắc cho con đi vào đời. Đó là những cái vật có được như vậy, thì khi va chạm và tiếp xúc với thực tế của xã hội, các bạn sẽ ý thức được việc nào nên làm, việc nào không nên làm, việc nào có đạo đức, việc làm nào không có đạo đức. Khi xác định, khi các bạn đã có sự nhận định chính xác, thì các bạn sẽ có những cái bước đi vững chãi và luôn cảnh tỉnh hành vi của mình, từ đó đem đến hạnh phúc đích thực cho bản thân cũng như gia đình và xã hội. Nam mô A Di Đà Phật. Cái phần thuyết trình của con cũng xin khép lại cái phần bài thuyết trình của tổ, và chúng con xin kính lễ tri ân đến đại đức giáo thọ sư cùng chư huynh đệ đã lắng nghe lời chia sẻ của tổ chúng con. Một lần nữa chúng con kính chúc đại đức giáo thọ sư cùng chư huynh đệ giới xa, giới hương bay xa, đạo tâm sáng lạng và Phật sự viên thành. Và tổ chúng con xin kính thỉnh đại đức giáo thọ sư ban lời nhận xét để cho chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường học Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, mặc dù chuông đã báo hết giờ, nhưng xin phép quý vị 5 phút để nhận định và kết thúc phần thuyết trình của tổ 1. Thưa quý huynh đệ, nhìn chung bố cục chặt chẽ, văn phong trong sáng mạch lạc, thuyết trình xuất sắc. Đây là một đề tài tế nhị, nhạy cảm, và đôi khi đối với chúng ta là người tu sĩ Phật giáo cũng không có cái cơ hội am tường như những nhà tâm lý học, như những nhà xã hội học, bởi vì đây không phải là cái chuyên ngành của chúng ta. Đối với các vị chuyên gia tâm lý học mỗi ngày tư vấn cho hàng trăm cái trường hợp khủng hoảng tinh thần, hoặc là đối với các nhà nghiên cứu xã hội học thì khảo cứu các vấn đề này trên nhiều phương diện, thì họ có cái câu trả lời tổng quan chính xác hơn. Tuy nhiên đề tài của chúng ta là quan điểm của Phật giáo như thế nào về vấn đề này, có nghĩa là chúng ta có đồng ý hay không đồng ý, và cái giải pháp của chúng ta ra sao. Và dĩ nhiên dựa theo kinh văn cổ điển, dù là Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật khích lệ chúng ta giữ mối quan hệ chừng mực trong khi tìm hiểu nhau, và trước khi hôn nhân không nên có những cái lối sống thái quá. Điều này trong kinh điển Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa chưa có cái chỗ nào mà cho phép một người cư sĩ sống buông thả ngang qua năm cái nguyên tắc đạo đức. Trong đó cái nguyên tắc đạo đức thứ ba là không có tà dâm, là không những rằng là đối với cái người cư sĩ có vợ có chồng, mà trước khi người nam nữ đến với nhau chính thức cưới mà chưa có sự cam kết của hai bên, sự chứng thực của xã hội, thì cái việc đến với nhau cũng được xem như là cái việc phi pháp. Dĩ nhiên Đức Phật cũng không có cấm cản nam nữ đến với nhau ngang qua cái việc tìm hiểu. Cái việc tìm hiểu không nhất thiết là phải sống thử như cái thực trạng hiện nay. Thực trạng hiện nay cái việc tìm hiểu đi, nó đi quá đà, nó thái quá,
nó dẫn đến những cái tệ nạn mà không thể cứu chữa được sau khi cái việc đó nó diễn ra. Còn cái việc mà tìm hiểu trong nhà Phật rất khích lệ tìm hiểu nhau, tìm hiểu ngang qua cái giới hạnh của người ấy, tìm hiểu ngang qua cái cung cách sống của người ấy, tìm hiểu ngang qua cái nghề nghiệp của người ấy. Cho nên cái việc tìm hiểu là cho phép, nhưng không được đi quá cái ranh giới, cái lần mức cho phép, chứ không phải là không có tìm hiểu. Nhiều người cho rằng phải sống thử mới tìm hiểu nhau, đó là một quan niệm sai lầm. Để đến khi mà chúng ta thấy cái việc này nó không phù hợp rồi, chúng ta chia tay, rồi để lại những cái hậu quả, nhất là người con gái. Như quý vị biết, người con gái cha mẹ chồng không mong muốn cái người con dâu của họ mà mất đi cái trinh tiết, hoặc là cái tình cảm đó đã dâng hiến cho ai rồi, mặc dù bây giờ sống với người con trai của mình hàng ngày, thậm chí là sinh con đẻ cái ấy, thế mà trong cái mộng tưởng là nhớ đến cái tình yêu đầu đời. Cái tình yêu đầu đời nó sẽ đi suốt cả cái hành trình này. Cho nên cái việc mà yêu đương là rất có thể là có thể tìm hiểu cho phép, thậm chí là yêu cái người thứ nhất thấy nó gian dở và có thể chúng ta chia tay. Nhưng mà chúng ta không có nên đi quá mức. Đặc biệt là những nhà Phật tử nên giáo dục con trai và con gái của mình. Người con gái nên gìn giữ tiết hạnh, người con trai nên biết kiềm chế cái cảm xúc. Có nhiều cái trường hợp rất đau lòng, người con trai đòi hỏi quá đáng, bảo rằng yêu nhau phải dâng hiến cho nhau, và người con gái là siêu lòng, cho nên đã đến với người con trai, và chính vì vậy sau đó người con trai chia tay, để lại cái hậu quả rất đau đớn. Hoặc là người con gái kia tự nguyện và nghĩ rằng trong cái bối cảnh xã hội hiện nay, đặc biệt là cái văn hóa tình dục ở phương Tây xâm nhập vào phương Đông, họ không có cái quý trọng cái tiết hạnh, cái trinh tiết của người con gái. Chính vì vậy họ cho rằng cái việc mà sống thử cái việc đó không sao, nhưng trên thực tế nó đã ảnh hưởng đến cái tâm lý về lâu về dài. Cho nên chúng ta nhìn một cách xuyên suốt cả một cái hành trình sống, chứ không phải chỉ nhất thời. Thì Phật giáo khích lệ nam nữ nên tìm hiểu nhau trên nhiều phương diện, chứ không phải rằng là chỉ là cha mẹ đẹp đâu, con ngoài đó như cái truyền thống phong kiến ngày xưa. Chỗ này chúng ta phải thấy rất rõ, nhà Phật cũng không có buộc là cái quan điểm áp đặt từ cha mẹ đưa xuống là con cái phải tuân thủ, không có cái sự chọn lựa dành cho con trai hoặc người con gái của mình. Người con trai, người con gái của mình trong cái bối cảnh xã hội ngày nay được phép tìm hiểu cái đối tượng kia xứng đáng là chồng của mình hay không, xứng đáng là vợ của mình hay không, nó phù hợp với cái niềm tin, có cùng tín ngưỡng hay không, nó có trí tuệ tương ứng hay không. Cái người học quá cao mà cái người kia học quá thấp, người có nhân phẩm rất cao, cái người nhân phẩm rất thấp, như vậy nó cũng khó mà sống chung. Cho nên muốn cho nó tương ứng cho kiếp này và có hạnh phúc lâu lâu dài, không những được kiếp sau, không những kiếp này mà còn kiếp sau, là phải có hội đủ cái điều kiện mà quý vị đã trích được ở trong kinh Tương hay Tăng Chi. Kinh Tăng Chi có bốn pháp, có bốn pháp tương ưng, tương ưng về nhận thức, tương ưng về niềm tin, tương ưng về đạo đức và tương ưng về cái lòng hỷ xả vị tha. Nếu mà chúng ta dựa trên bốn cái tương ưng này để rồi chúng ta tìm một cái người bạn lý tưởng, để rồi chúng ta đi đến một cái quyết định cuối cùng, thì quả thật đó là những người con trai, người con gái đệ tử Phật rất xứng đáng tán dương. Còn nếu mà những gia đình Phật tử có con em mà không giáo dục điều này, chúng ta phải tìm ra phương pháp. Chúng ta không có trách các em, cũng vì bởi vì con người là một tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, trong đó
gia đình đóng vai trò giáo dục then chốt. Kế đến là học đường, cho nên bổn phận học đường phải giáo dục về tư cách đạo đức cũng như giáo dục về giới tính. Hiện nay đôi khi chúng ta giáo dục giới tính quá trễ cũng là điều sai, nếu chúng ta giáo dục giới tính quá muộn cũng là điều trật. Cho nên phải giáo dục giới tính ở lứa tuổi nào để các em không có quá tò mò đi tìm hiểu trước cái giai đoạn của lứa tuổi tâm sinh lý, và mà giáo dục phải đúng thờ để các em thấy được vấn đề đó là một cái bản chất, một vấn đề nó có mặt ở trong ta. Tính dục là một sự thật có mặt ở trong mọi người, nếu ngoại trừ những người tu ra, còn ai cũng có những cái tính dục, có những cái ham muốn nhất định. Thì làm thế nào chúng ta giáo dục để sử dụng cái năng lượng tính dục này để không để lại những cái hậu quả không có khắc phục được. Cho nên vấn đề này là vấn đề của giáo dục học đường, của bộ giáo dục đào tạo, của các thầy cô giáo dạy ở trường, và một phần đạo đức như đã nói là tổng hợp, con người là tổng hợp của các mối quan hệ xã hội, trong đó xã hội đóng một vai trò then chốt, trong đó có thể chế chính trị, văn hóa và tôn giáo. Ví dụ luật pháp cho mọi người sống thứ tự do thì chắc chắn rằng thì họ sống thoải mái luôn. Cho nên trong cái bối cảnh sau hiện nay Việt Nam chẳng hạn chưa cho phép các em sống thử như là một cái cách sống chủ mực, mà chỉ xác minh khi nào hai bên đi đến các cơ quan chức năng để xác định về giá thú của mình thì mới cho, mới hợp pháp. Cho nên một cuộc hôn nhân hợp pháp là phải có cha mẹ đứng ra và phải đi đến chính quyền để xác minh. Như vậy về luật pháp, như vậy về phương diện này là ổn. Nhưng vậy còn một phần nữa là tôn giáo. Tôn giáo đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc định hướng về tư tưởng đạo đức của con người. Pháp luật xã hội chỉ đóng một vai trò, cũng vai trò quan trọng, nhưng kính thưa quý vị, tôn giáo mới sự thật là đóng cái vai trò then chốt nhất. Tôn giáo trong đó có Phật giáo. Như vậy Phật giáo chúng ta lên tiếng như thế nào, quan điểm ra sao? Thì quả thật các vị cũng đưa ra cái biện pháp tổ chức các khóa tu, đặc biệt là các vị sau này đi quần pháp, lồng ghép Phật pháp vào trong mỗi lứa tuổi, không phải giảng pháp với niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đối với những người là mất sinh lực, mất sức khỏe, không còn làm gì, trở thành những người người ta giống như gọi là người thừa của gia đình, của xã hội, mà làm thế nào Phật pháp đi vào đời cho mỗi đối tượng, đặc biệt là cái đối tượng trẻ. Cho nên ngang qua những thờ pháp của các thầy cô, phải giáo dục các em có những chuẩn mực đạo đức. Thanh niên không nên lạm dụng cái tình yêu của người phụ nữ, không nên đòi hỏi quá mức cái tình yêu, muốn xác định người kia, người nhiều nhiều cô, bởi vì nhiều cặp chia tay bởi vì không thỏa mãn tình dục. Cho nên mặc dù mình nói lý tưởng cái tình yêu thật sự, hạnh phúc thật sự chỉ ở trong tim, cái này nói lý tưởng thôi, còn nó cả phụ, nó cả hai, vừa lý trí vừa tinh thần, vừa thỏa mãn giác quan và thỏa mãn cái tâm lý. Nhưng mà chúng ta biết dừng lại, chúng ta chưa phải là thành lập vợ chồng thì chúng ta không có được quyền đòi hỏi những gì quá mức, thỏa mãn các giác quan. Ví dụ mình nhìn, mình cũng thỏa mãn cái con mắt được rồi, nhìn người yêu mình đẹp hoặc là người yêu mình dịu dàng nết na thùy mỹ được rồi, chuyện gì mà mình phải đòi hỏi quá mức cái vợ chồng. Cho nên vấn đề là chúng ta phải giáo dục các em còn nhỏ. Cho nên vấn đề là các thầy cô thuyết trình tốt, về phần nội dung căn bản là ổn. Còn phần âm giọng, đây giáo hòa xin nhắc chung, các huynh đệ tăng ni khi nghe huynh đệ chúng ta nói các vùng miền khác nhau, chúng ta phải tôn trọng, không được cười. Các huynh đệ mà cười như vậy là chính quý huynh đệ là phi đạo đức. Huynh đệ mình có giọng người Quảng Nam, người Đà Nẵng, người Tuy Hòa, ví dụ như thầy cũng nói giọng Tuy Hòa nhiều khi giọng nó hơi nặng, ví dụ bơ cờ gì đó, nói giọng nhiều nó hơi nặng thì mình cũng bình thường thôi. Thậm chí đáng lẽ cười mình không cười, mình sợ huynh đệ mình
mà cảm sợ huynh đệ mình tổn thương, cho nên những vấn đề này sư hoàng rầy quý huynh đệ tăng ni nào cười. Huynh đệ mình thuyết trình mà sao mình cười? Cho nên nhiều khi mình biết cái giọng huynh đệ mình dở nữa mình cũng không dám ấy, mình sợ tổn thương huynh đệ mình. Cái điều này là lưu ý chung. Cái đây là cái tế nhị cuộc sống, đây là cái tâm đức của quý vị đó. Cái đây là cái tâm đức đó. Và về phần bao bôi, nhiều bài có hình ảnh rất là phù hợp. Tuy nhiên cũng có cái hình ảnh quý vị phải cho nó tương ứng. Rồi khi mà cái muốn chiếu cái slide đó mà biết có điểm nhấn là mình phải thuyết trình về hình ảnh ấy thì nó hay hơn. Tức là hình ảnh để minh họa cho cái nội dung của mình, chứ không phải để minh họa hình ảnh lên, các chị cứ tập trung lên đó xem cái hình mà có cái con trâu đó, rồi cái hai người đó cứ chiếu lên xong rồi các chị đâu có nghe cái là các chị thuyết trình nữa. Quý vị chiếu slide lên coi, rồi quý vị cứ toàn thể lớp cứ nhìn slide đó, không có nghe là thuyết trình của mình nữa, nó dở đi. Cho nên ví dụ muốn đưa hình ảnh đó là phải dừng lại bài thuyết trình của mình và sử dụng ngay cái hình ảnh đấy trở thành là một phần của cái bài thuyết trình của mình. Bằng không các thầy cô dưới này nói, còn trên đó dưới này thì cứ cười, đâu có ai nghe hay là những gì nói đâu. Cho nên kính thưa quý vị, bài thuyết trình của quý vị căn bản là cũng ổn. Có một điều phần gần kết luận, trước khi kết luận, cái đưa vào cái phần mà này gia chủ tử có 5 trường hợp người con phải phụng dưỡng cha mẹ, chỗ này nó hơi lạc điệu một chút xíu. Không cần thiết về phần này. Nói về cái đạo hiếu của người làm con trong trường hợp này không phải là cái điểm mạnh. Nói ở một chỗ khác, mà nói đến cái tình tương kính, hiểu biết lẫn nhau, thương yêu mà có hiểu biết để rồi thương yêu mới là quan trọng. Chứ không phải là nói đến cái đạo hiếu của cha mẹ, của con cái đối với cha mẹ chỗ này thì nó hơi lạc một chút xíu. Thôi thì thời gian đã hết, chút nữa phần thuyết trình của tổ khác, còn nhiều thời gian sư hoàng sẽ bổ túc thêm luôn. Thôi mời quý vị giải lao khoảng 5-7 phút, cho điểm 8:30. Rồi mời quý vị nghỉ.